Xin chào anh chị, Misa xin hướng dẫn anh chị cách cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên phần mềm misasme.net. Với anh chị đang sử dụng dữ liệu là tách từng năm theo từng dữ liệu riêng khi anh chị đã hoàn thành báo cáo tài chính trước và đã chốt được số dư cuối kỳ đúng, muốn chuyển phần số dư đúng này vào số dư đầu kỳ của năm nay thì mình làm như thế nào? Xin mời anh chị xem video này nhé! Ở đây, em xin đưa ra một ví dụ. Em có hai dữ liệu của năm 2020 và năm 2021 mà em đã tách dữ liệu trước đó để làm việc. Hiện tại, em đã hoàn thành xong số liệu báo cáo tài chính của năm 2020 và bây giờ muốn cập nhật số dư cuối kỳ của năm 2020 vào đầu kỳ năm 2021. Đầu tiên, chúng ta thực hiện kiểm tra lại một lần nữa với số dư cuối kỳ của năm 2020 trên bảng cân đối tài khoản, xem đã đúng hết chưa? Nếu đúng rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cập nhật số dư. Lưu ý, nếu dữ liệu năm trước có phát sinh thêm các danh mục tài khoản ngân hàng, khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, vật tư hàng hóa, v.v. nhưng chưa cập nhật thêm trên dữ liệu năm mới, thì cần nhập khẩu các danh mục này vào dữ liệu năm mới trước khi thực hiện cập nhật số dư. Để nhập khẩu danh mục sang dữ liệu năm mới, chúng ta thực hiện các bước sau. Bước 1. Xuất khẩu danh mục có phát sinh thêm trên dữ liệu năm cũ. Trên dữ liệu cũ, anh chị vào tệp, chọn xuất khẩu dữ liệu. Lúc này sẽ xuất hiện ra một bảng. Tại đây, anh chị chọn kỳ kết xuất là ngày đầu tiên của năm. Em ví dụ là ngày 1 tháng 1 năm 2021. Chọn nơi lưu tệp. Anh chị kiểm tra và chọn chi nhánh xuất nếu có và tích vào phần danh mục. Rồi anh chị bấm thực hiện là xong bước xuất khẩu dữ liệu. Bước 2. Nhập khẩu danh mục vào dữ liệu năm mới. Anh chị mở dữ liệu năm mới lên, ví dụ như dữ liệu Misa Sample 2021. Vào menu tệp, chọn nhập khẩu dữ liệu. Anh chị bấm chọn tệp, cần nhập khẩu bằng cách bấm vào biểu tượng màu vàng. Chọn đến file xuất khẩu dữ liệu mà anh chị đã thực hiện ở bước 1. Chọn chi nhánh hay đơn vị cần nhập khẩu vào. Kiểm tra kỳ kết xuất. Anh chị tích chọn vào danh mục cần nhập khẩu cập nhật. Phần thông tin không nhập khẩu kèm theo, anh chị để trống, không tích vào nhé. Sau đó, anh chị bấm cất để bắt đầu nhập khẩu vào ạ. Lúc này sẽ hiện ra kết quả nhập khẩu. Anh chị kiểm tra lại số dòng thành công và số dòng thất bại và có thể xem chi tiết ở các dòng thất bại. Với các dòng thành công sẽ là các mã có phát sinh đã thêm trước đó sẽ được cập nhật lên dữ liệu mới này. Và thường thông báo thất bại là do các danh mục mã đấy đã tồn tại trên dữ liệu mới rồi nên anh chị có thể bỏ qua nhé. Anh chị có thể bấm lưu kết quả để xem và đối chiếu nhé. Sau đó, anh chị ra danh mục và kiểm tra lại là được cả. Đó là hai bước hướng dẫn nhập xuất khẩu dữ liệu. Nếu đơn vị mình có nhiều danh mục đã bổ sung trước đó, trường hợp
anh chị không có mã danh mục nào phát sinh thêm thì có thể bỏ qua hai bước này và không cần thực hiện. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cập nhật số dư nhé. Anh chị mở dữ liệu năm mới, vào menu tệp, cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước, hoặc vào menu nghiệp vụ, nhập số dư ban đầu và bấm vào chức năng cập nhật từ dữ liệu năm trước. Lúc này sẽ xuất hiện bảng thông tin, anh chị chọn loại số dư cần cập nhật. Thì tại đây, ví dụ em sẽ cập nhật tất cả các số dư thì mình sẽ tích chọn hết. Sau đó, chọn chi nhánh. Với dữ liệu đa chi nhánh thì anh chị chọn đến chi nhánh mình cần cập nhật. Nếu anh chị muốn cập nhật cho tất cả thì mình chọn chi nhánh là tổng công ty nhé. Tại phần chọn dữ liệu nguồn, anh chị chọn máy chủ kết nối. Dữ liệu kế toán có số dư cuối kỳ đúng. Ví dụ ở đây em chọn là MISA Symbol 2020. Sau đó bấm kết nối ạ. Nếu ở trạng thái đã kết nối là được anh chị nhé. Lưu ý máy chủ kết nối, để xem chính xác hơn thì tại giao diện đăng nhập của dữ liệu năm trước, anh chị bấm mở rộng và xem thông tin máy chủ kết nối. Tiếp theo, chọn sổ kế toán, anh chị chọn sổ muốn cập nhật dữ liệu. Với dữ liệu năm trước, anh chị sử dụng một sổ thôi thì mình tích vào sổ hiện tại. Nếu sử dụng hai sổ tài chính và sổ quản trị thì anh chị chọn vào hai sổ này anh chị nhé. Phần cuối là sao lưu dữ liệu. Anh chị nên tích chọn sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện. Sau đó, anh chị bấm kiểm tra. Chương trình sẽ hiển thị bảng chi tiết thay đổi số dư. Anh chị so sánh chi tiết số dư hiện tại là số dư của dữ liệu năm nay với số dư thay đổi là số dư đúng cuối kỳ trên dữ liệu của năm trước. Và mình sẽ xem được số chênh lệch giữa hai số dư này. Anh chị mở từng tab số dư lên để kiểm tra trước khi thực hiện cập nhật. Lưu ý, có thể xuất khẩu bảng chi tiết thay đổi số dư ra file Excel để kiểm tra bằng cách nhấn vào xuất khẩu. Sau khi kiểm tra lại tổng quan đã đúng các khoản đang cần cập nhật thì anh chị bấm vào thực hiện và nhấn Yes trên câu cảnh báo. Chương trình sẽ thực hiện cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước vào dữ liệu hiện tại. Lúc này sẽ hiện bảng kết quả cập nhật. Anh chị xem cập nhật thành công hay thất bại tại bảng này nhé. Một số tình huống cập nhật thất bại. Sai lệch công nợ theo hóa đơn đối với các đối tượng công nợ. Anh chị nhấn vào hướng dẫn xử lý sai lệch công nợ theo hóa đơn. Khi bấm vào, chương trình sẽ liệt kê các chứng từ có sai lệch. Anh chị xem nội dung hướng dẫn xử lý và thực hiện các bước tại cột xử lý nhé. Sai lệch tồn kho vật tư hàng hóa. Anh chị nhấn vào hướng dẫn xử lý sai lệch tồn kho đầu kỳ. Thì tại đây hiện ra bảng, anh chị xem hướng dẫn xử lý và thực hiện theo các bước tại cột xử lý nhé. Ngoài ra, để thực hiện kiểm tra tồn công nợ và tồn kho vật tư hàng hóa, thì anh chị còn có thể kiểm tra theo nhiều cách khác như tại giao diện nhập liệu, anh chị vào menu tiện ích, chọn kiểm tra công nợ hóa đơn, tồn kho vật tư hàng hóa, hoặc là vào nghiệp vụ, nhập số dư ban đầu, sau đó anh chị chọn sang tab công nợ như khách hàng, nhà cung cấp và tồn kho vật tư hàng hóa. Mỗi tab sẽ có chức năng kiểm tra công nợ hóa đơn, tồn kho vật tư hàng hóa để xem lại số liệu có bị lệch không ạ.
Sau khi cập nhật xong số dư từ dữ liệu năm trước, anh chị chỉ cần kiểm tra lại số dư xem đã đúng chưa nhé. Như vậy, Misa vừa hướng dẫn anh chị cách cập nhật số dư đúng từ dữ liệu năm trước sang dữ liệu hiện tại trên phần mềm misasme.net. Hãy bấm like, đăng ký kênh, kèm chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có video hướng dẫn mới từ Misa. Chúc anh chị sức khỏe và thực hiện thành công!